Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City. Mình là Thanh Nhe Di đây, và nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu nào. Thì chúng ta đã up được một số con rồng ở đây. Mình sẽ cho nó ra luôn nha. Từ mình sẽ tắt cái quảng cáo đi đã. Rồi, nó sẽ tắt cái quảng cáo này đi. Chúng ta đã có khoảng 2 đến 3 con rồng mới ở đây. Một đầu tiên là con Black Knight này. Thứ hai là một con Antezes. Cái con này thì con Luminescer thì con này nó mình có rồi nên mình không quan trọng lắm. Con Gua cũng thế. Mình sẽ lấy con Antezes nha. Con này là một con rồng khá là đẹp. Nó hệ Terra và hệ lửa. Hiện tại thì Terra và lửa thì mình đang full rồi, full môi trường rồi. Để mình xem có chỗ nào có thể cho nó vào không. Terra thì chắc là không còn rồi. Vấn đề là mình sẽ xem con nào nó trùng ấy thì nó sẽ bỏ bớt đi là được mà. Ở đây thì xem nào, Terra này, đây là Terra đúng không? Big Terra này. Con này có chưa ta? Armadillo, hình như mình có mấy con Armadillo thì phải. Để mình xem, hình như có một con thôi. Con này mình có chưa nhờ? Con Chibo, con này còn chưa cho lên cấp cơ. Xem có cái Terra nào không đây. Đây, Terra đây, chúng ta sẽ có một con... đây, chúng ta sẽ bỏ này đi nha. Bỏ con Moose Dragon đi. Và mình sẽ cho con Antezes vào đấy. Đây, con Antex Dragon. Ra cho vào đây luôn nha. Đấy. Con này cũng khá là đẹp. Nó nằm ở trong cái bộ sưu tập rồng ở Trung Quốc thì phải, đúng không? Đấy, anh em cũng có thể đứng lên này. Làm cái gì vậy ta? Nhìn trông khá là hài ta. Lấy hết vàng chỗ này đã. Để kiếm thêm cái điểm coin. Mình vẫn chưa full điểm coin đâu. Phía này sẽ được 16.000 thức ăn này. Và hình như mình sẽ còn khoảng 2 miếng thôi là mình sẽ xong được cái này, lâu quá. Cái con Anstech đâu nhỉ? Đây, con Anstech. Không phải, trong đâu nhỉ? Đây đây. Đây chính là hình dạng của con Anstech. Đây là dạng cấp 1 Anstech và nhìn khá là đẹp. Và mình sẽ đặt tên nó là gì đây? Chúng ta sẽ đặt tên nó là gì nhỉ? Cái thông tin của nó này. Chúng ta sẽ có thể sử dụng những cái con cấp 15 hoặc là cao hơn. Những con rồng cấp 15 để có thể là sinh sản ra con này. Con này là sinh sản không phải dễ đâu nha. Rồi thì ở tận sâu trong cái khu rừng ấy, nơi mà những cái như kiểu là sao ta, những cái huyền bí hoặc là những cái gọi là di tích huyền bí từ ngày xưa ấy, cái con này cái hình dáng của nó khá là giống những cái gọi là cái ký hiệu hoặc là những cái bức tượng đá thời ngày xưa, thời cổ đại ấy. Đấy. Thì con này nó là biểu nó như là đại diện cho những cái ký tự đó, đại diện cho nhân loại cổ đại, những cái ký tự rất là đẹp. Và mình sẽ đổi tên cho nó một chút nha. Mình sẽ đổi tên nó là gì ta? Ok, mình sẽ đổi tên là cổ vật cổ đại đi, nghe có vẻ là hay, nghe khá là chất chơi đấy. Chúng ta sẽ đổi tên cho nó là cổ vật này, cổ đại đấy, vì nó khá là giống một cái bức tượng đá mà. Và nó sẽ cho nó ăn lên nha. Mình chỉ cho mấy này tiến hóa dạng 3 thôi. Và mình sẽ chỉ giới thiệu cho anh em thôi chứ mình không đánh con này lắm. Chúng ta hãy cho nó ăn lên này. Cấp 6 này. Và cấp 7 đây. Con Antex. Khá đẹp, cổ vật cổ đại. Và nếu anh em nào muốn mình đặt tên cho nó nghe nó cool hơn hoặc nghe nó ngầu hơn thì hãy comment xuống phía dưới nha. Chúng ta sẽ xem cái tên nào hay nhất thì mình sẽ đặt tên cho nó. Cổ vật cổ đại là tên của mình thôi. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy viên game ở đây này. Một viên này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một con. Rồi, mình muốn một con Gua, lại là một con Gua. Mình đang muốn lai ra con Panzer mà tỷ lệ lai ra khá là khó. Mercury và con Gua Dragon này. Vẫn đang cố gắng lai đây, không biết bao nhiêu tiếng. Hy vọng sẽ là ôi, 1 ngày và 7 tiếng à. Hoàn toàn có thể lai được ra cái con Panzer Dragon rồi. Rồi, hay lắm, tuyệt vời. Và mình sẽ còn hai chỗ trống ở đây nữa. Thì chúng ta sẽ đi like một con, đó chính là con rồng thiên thần. Thiên thần rồng. Con rồng thiên thần, con này thì mình đang cần làm nhiệm vụ. Và con này thì nó cũng khá là khó like, không dễ like một chút nào. Sanctuary này. Nó sẽ cần burning hoặc là mặt trời 10%. Chúng ta chắc chắn vẫn phải like con này thôi. Tại vì mình chưa có mà, burning đúng không? Con burning là hệ lửa, còn con này là hệ ánh sáng.
và nó yêu cầu cấp độ là từ 4 đến 9 thôi, khá là ổn. Mình hoàn toàn là có thể là lai giống được 4 đến 9 đúng không? Chúng ta sẽ sinh sản ngay vào đây này. Burning là hệ lửa. Đây rồi, chúng sẽ tìm mấy cái hệ lửa. Đây, hệ lửa đây. Burning Dragon đúng không? Nhiều giống quá anh em. Con Burning nó đang ở đâu? Double Flame này. Đây, à con Sun chứ. Burning này. Con kia cũng hệ lửa cũng được. Con Sun Dragon. Sun đây, con Sun và con Burning đúng không? Chắc chắn luôn rồi. Burning và Sun 10% sẽ ra được cái con rồng kia. Hy vọng sẽ ra được anh em. 4 giờ chắc không phải rồi. Gần như chắc chắn không phải rồi. Rồi mình sẽ để cái này mình sẽ lưu lại này. Cái này mình lưu lại rồi mà. Tiếp theo là mình sẽ cần like con giống con rồng con Justy. Con rồng tư pháp. Con rồng công lý. Phải nói rồng công lý. Con rồng công lý thì like giữa cầu vồng và Terra là 100% nhưng mình không cầu vồng. Rất là khó. Terra con thạch kẹo và con Archangel nhưng mà cấp 20 cộng cơ, ít nhất là cấp 20 cộng. Đây này mình quáng lao ra cầu vồng đi. Chúng ta tìm con cầu vồng. Rainbow Dragon. Chúng ta sẽ tìm được cái công thức live của con Rainbow nha. Dragon City và chúng ta sẽ tìm được Rainbow Dragon đây. Hy vọng sẽ là một công thức dễ live và những con của mình nó không cần yêu cầu cấp độ quá cao, từ 4 đến 9 là quá là hợp lý. White Knight, kỵ sĩ trắng à. White Knight sẽ đối đầu với Black Knight thì phải. Hai kẻ thù của nhau. Chobby và Archangel cấp 20 cộng kìa. Thấy ma đây rồi. Century cấp 2. Archangel và con Zombie. Ok, cái này mình có. Con Zombie thì mình tất nhiên sẽ có rồi. Con Zombie nó là hệ kim loại. Và yêu cầu từ cấp 4 đến 9 Century đúng không? Rồi, hay rồi. Quá là đẹp rồi anh em. Chúng ta sẽ like giống giữa ánh sáng này. Là con Archangel cấp 20 cộng cơ. Và một con kim loại. Con kim loại là cái con gì nhá, quên mất tên rồi. Con Zombie Dragon. Zombie rồi em đâu em ơi. Đây, Zombie cấp 7. Hy vọng sẽ ra được nha. 19 giờ hoàn toàn có thể là ra con đấy rồi. Coi như chúng ta đã hoàn thành xong cái phần lai giống. Ông qua mình còn quên không ấy này, không trồng thức ăn này. Hiện tại mình đang có hơn 3m thức ăn. Cái con bò, cái con trâu của anh của mình thì còn 12 tiếng nó sẽ học skill xong. Mình sẽ cho hơn 300.000 à. Hơn 300.000 thì có thể cho cái con tinh tinh của mình ăn lên không? Mình đang cần luyện tinh tinh rất là nhiều. Con tinh tinh đâu rồi? À, ok. Chúng ta tìm được tinh tinh nhá. Cái độ hiếm này, heroic. Tinh tinh của mình đang là cấp 24 đúng không? Chúng ta sẽ cho cấp 25. 1. Rồi, tinh tinh đã lên được cấp 25 rồi anh em. Bây giờ thì nó sẽ 2 sao vàng và khoảng 37.000 máu này. Cộng với đó là thì mình sẽ cần phải 85 đúng không? 84, 32. Khoảng là 320.000 thức ăn nó sẽ lên được cấp 26. 340.000. Ok, con này mình sẽ cho nó lên nha. Ok. Hiện tại thì 25 đến 30 thì cần phải xây dựng một cái gọi là cái temper. Cái master temper. Mình sẽ xây dựng cái Master Temper. Master Temper sẽ mất khoảng 25 game. Và nó sẽ phải xây thôi, chắc chắn rồi. Đây, chúng ta sẽ xây cái Master Temper ở đây. Ở Speed, Master Temper là hiện tại là sẽ là mấy ngày, 15 giờ thôi là sẽ được mà. Và đây là những cái yêu cầu của bạn bè thì mình sẽ đồng ý hết nha. Và anh em giúp mình cái quán rượu cái. Mình còn một người nữa là sẽ được cái quán rượu đây mà không ai giúp đỡ mình cả. Ok, cái này nó sẽ xử lý từng người một nên nó hơi lâu một chút. Chúng ta sẽ đợi nha. Sao xử lý có 8 người dừng lại nhỉ? Không hiểu lắm. Rồi, và mình sẽ nhờ anh em giúp đỡ mình quán rượu cái. Thì đây mình còn đúng một người thôi mà mình vẫn chưa được này. Mình đã gửi mấy lời yêu cầu ấy. Hay là nó không đến được với anh em nhỉ? Mình cũng không hiểu lắm. Ok. Sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ vào trong cái trận chiến. Mình có hơn 4.000 điểm coi nhưng mà mình quên, mình không đánh rồi. Cái này nó chỉ còn khoảng là 8 giờ thôi, không biết có kịp không đây. Lấy con này thì chắc chắn sẽ lấy được rồi. Cái này thì mình sẽ tốn một game một phát anh em ạ. Con Firefighter, con Tiger và con Ice Win. Chiến đấu rồi.
Con rồng thì vẫn là con hoàng kim thôi, cho luyện skill lên luyện lên 3 sao vàng trước. 37.000 máu này. Bây giờ muốn lên cấp 30 thì con rồng là con rồng ấy anh em ạ. Con rồng gọi là thợ cứu hỏa, thợ cứu hỏa. Hay nhỉ. Rồng thợ cứu hỏa nhìn trông khá là đẹp. Ok, chúng ta sẽ đợi khoảng 2 tiếng nữa thì mình sẽ cố gắng làm con này cho xong. Tiếp mình sẽ làm. Và tiếp theo sẽ cố gắng đi nốt đến cái phía dưới này. Cố gắng lấy cái con rồng ở đây. Ở đây mình có thể là dùng 2 game đi cũng được thôi, nhưng mà nếu mà đi đây thì vẫn phải vướng đường này. Nếu mà đi đây nó sẽ mất khoảng 2 game nữa. Game block mình sẽ mất khoảng 200 này. Rồi ok, mình đã mở cái này ra. Chúng ta sẽ 850 này. Mình đi luôn, đỡ cần mất thời gian, đỡ cần mất game. 3k food. Lấy con rồng này đã, tính sau. 1200 này. Chúng ta sẽ được một con Ice Win, con rồng mới. Ê, nó thở lửa. Gần như sẽ không kịp lấy con này rồi anh em. Chắc chắn là không kịp rồi. Nếu không kịp thì chúng ta sẽ xuống lấy cái hòm này thôi. Rồi đó, chúng ta sẽ được thêm 3k này. Thì sẽ lên đây và lấy cái hòm phía trên này. Hòm gỗ này, 11.600k kìa. 800 mà không đủ điểm cơ. Con rồng này thôi chắc là phải quên nó đi thôi, không thể lấy được. Đang có event nhá, xem được rất nhiều thức ăn nha anh em, cố gắng là làm. Ở đây thì cái gì đấy, 9 giờ. Con Legend, con bóng bầu dục, 150 game. Gói pack bóng bầu dục à. Con C nữa, đây con C đúng không? Con C mà 100 á, 100 game á, đắt thế. New Wario, Chief Light, Calendar. Mình sắp được rồi, mình còn thiếu một cái thôi. Và chắc chắn là mình sẽ được thôi, cái đấy thì nó không quá chỉ là khó khăn. Game Offer, cái này còn 7D là sao ta, 7 ngày à. Rồi đó, và mình sẽ vào trong phần chiến đấu thôi. Chúng ta sẽ làm cái quest nào để lấy con lava cup. Ở đây nó sẽ cần một con cấp 21, vừa hệ lửa vừa hệ bóng tối thì không có rồi. Tạm thời cứ để đấy đã. Nếu không có thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần này và chiến đấu thôi. Mình sẽ test phần Antezes của mình. Con gọi là cái cổ đại gì đó, cấp 7 đúng không? Chúng ta sẽ tìm tới mấy cái con cấp 7 của chúng ta. Phía dưới này, cấp 8 này. Đâu ta, con Jelly đây rồi. Cổ vật cổ đại đây. Và nó sẽ chiến đấu thôi. Tiến lên nào, tiến lên. Ok, đây là cái phần Liquid mới. Liquid số 52, 52 trên 400. Tất cả là 400 Liquid, càng càng khó. Không có quá nhiều điều. Ấy chá, đập cho một cái mất 3.000 này. Mất 3.000 máu luôn. Đây, đánh thanh niên này cái khá đẹp, con ATZ khá đẹp. Power 448 này, 488. Power của cái lửa thì ngon hơn một chút. Để xem đánh như nào. Ai chà, một trận là mưa thiên thạch lửa. Chắc là thịt mình rồi. Một phát đập. Có 2.000 máu rồi mà. Ok. Hoàng kim, lên nào. Cực mạnh rồi, cấp 25. Level ngang với con sói vương đấy. Chỉ thiếu mỗi sao thôi. Wow. Tí em mình sẽ cho đi học full skill luôn. Tất cả skill mạnh nhất cho con hoàng kim này. Để nó lên được cái kim loại. Đánh nó có thể đỡ được đòn trên đấy. Một mình anh này rất là khỏe rồi. 25.000. Ngon. Con rồng hai đầu này đấm cho chết luôn này. Đấm tất cả. À, đây là cái chiêu tử thần. Tử thần thực tử. Một phát này, 13.000. Chết đi em. Lên nào. Chúng ta còn 2 trận ở trong này nữa, claim này. Bây giờ với thanh niên này cởi trần. Đẹp trai phết nhỉ. Có gì đây? Gần Legendary à? À không, nó có hệ lốc xoáy thôi. Antez ra chiến cái. Thi thoảng cho những con mới ra. Flaming Arrow bao nhiêu? 1.800, yếu quá. Nó ném cái quả cầu vào mặt cho đủ chết rồi. Quả cầu này giống cái 7 viên ngọc rồng nhở. Cái này là mấy sao đây? 7 sao à? Rồi, bao nhiêu máu? 12.000 gì? Đấm tất, đấm vỡ ngọc luôn. Đấm vỡ bi rồng. Đây là
Đem một viên bi rồng Legendary Wild. Yếu mà, Warfish lại đấm cho tung mặt luôn. Xuyên tâm, 13.000. Quả đấm đẹp thật, thật sự đẹp. Còn quả ớt xanh, ớt xanh ớt đỏ. Đánh ai? Đúng là mũi đốt cột điện mà. Mũi đốt cột điện này, xuyên tâm này, 24.000 máu. Hay quá. Victory, và chúng ta sẽ chuyển sang trận thứ 3. Ở đây không có quá nhiều điều về nói đánh ở trong này cả. Tại vì căn bản ở trong này thì nó sẽ không ai có thể mạnh hơn cái con sói vương của mình, trừ khi lên cấp thật là cao. Con Elliot cấp 22. Warfish này anh em. Đấm nó này, xuyên đá luôn. Ôi giời ơi, Terra. Ai già không chết kìa. Đã lâu lắm rồi mới có con nào mà mình đánh không chết luôn trong vòng vắt thứ hai đấy. Nó có một con béo béo, con này con là con quỷ à? Quỷ tham ăn đi. ánh sáng không sợ lắm. Còn mình có bóng tối đây. Bóng tối sốc đam cả chết luôn không? Một phát này. 26.000. Đúng là Legendary không thể nào mà ăn được Heroic rồi. Heroic là khỏe nhất trong này. Hai stage. Bao nhiêu máu? Ui xồi ôi. Đánh như thế này thì chịu thế quá là được. Chết ngay. Một chiến thắng đơn giản và nhẹ nhàng thôi, không quá khó khăn. Chúng ta sẽ quay trở ra và nhà sẽ tiếp tục chơi ở cái phần Arena. Mình đang cố gắng là leo rank đây. Hải Long Vương cân cấp 20 kìa. Team nó khá là yếu thôi, không có quá khỏe đâu. Chúng ta sẽ cố gắng luyện Hải Long Vương lên cấp một chút. Lên sao ấy, không phải lên cấp mà lên sao. Đi lên Archangel. Archangel cấp 20. Tầm khoảng 10.000 máu này. Rồi, mình sẽ có cái Stitching, cái Leap Blast. Vẫn là lướt thôi. Ui, 9.900. Không chết nhỉ. Punch 2.000. Yếu mà. Rồi, con này sẽ cần luyện lên 3 sao đồng trước đã. Hải Long Vương. Đúng là giống con Hải Long Vương thật, nhưng mà nó không có hề có chịu nước nào nhỉ. Phải là đặt tên là Băng Long Vương. Wow, kim cương kìa. 3.000, ghê nhỉ. Chúng ta có Lava Bone, có thể là nung tan chảy băng giá. Nó 9.950 máu. Không chết kìa. Nó hóa thành vàng khi mà nó bay lên trời. Đẹp đấy, đẹp đó. Rồi, và chúng ta sẽ phân đánh con này đi. Chắc không chết được đâu. Có gì con mèo cấp 16 rồi mà. 9.000 máu. Đeo con mèo rồi. Lightning. Nó cào thôi gì. Sấm sét à, sấm sét thì thôi, chúng ta sẽ đổi thôi. Sấm sét thì con này sẽ kết thúc một phát thôi, ánh sáng. Sấm sét sợ ánh sáng. Con mèo ở trong Alice đến giữa thần tiên đây. Con này cũng khá đẹp, nhưng mình chưa có này. Ở đây thì chúng ta sẽ đối đầu với ai đây? Để xem, còn 7 tiếng nữa ta mới thể mở cái hòm kia được. Con Ra, team này khỏe lắm nha. Nhưng sẽ không thể đánh được đâu. Cấp 27 thì mình không xoắn lắm này, ta sẽ đổi con này thành con vũ trụ của mình. Con vũ trụ của mình thì cực kỳ là trâu bò. Double Terra thì đúng là hệ mình thích rồi. À không, ở đây không có con đấy. Không có con chiến binh. Có con chiến binh ở đây nhưng mà không phải là con Heroic. Rồi, chúng ta sẽ có chiêu băng này. Chiêu băng này cực kỳ là mạnh luôn. Icy Wind, đánh nó. Không chết được nhỉ. Nó sẽ đánh mình còn một ít máu nữa. Còn 18.000 chứ không phải một ít máu. Con này đẹp hết. Con này làm bằng đá. 16.000 máu này. Vẫn là con mèo. Con mèo cấp 28 và con này là cấp 27. Mình không có chiêu gì rồi. Chỉ có cái con ma băng của mình là có chiêu chiến binh thôi. Chắc tầm khoảng 15.000 máu, 14.000 máu gì đó. 12.000, yếu quá nhỉ. Phải 2 phát thì mới giết được con này.
xấu rồi anh. Bắn nó, một phát em 12.000 máu. Tiếp theo là vẫn là con mèo Lightning à, 6.000 hận chết nha, chết lãng mệt phết đấy. Ít nhất con này cần phải 2 chiêu mới thể kết thúc được. Một chiêu đầu của sách ánh sáng này, thì con này thuộc là hệ sấm sét sợ với ánh sáng. Bóng ma. Uầy, nó sốc đam kinh thế nhở. Mình là hệ ánh sáng mà, mình hơi nhầm rồi, thật sự là hơi chủ quan quá rồi. Chết mất con vũ trụ rồi anh em, thế thì khó rồi đây. Bắt buộc phải cho con Hải Long Vương vào thế chỗ con vũ trụ rồi, không là thua. Victory này, chúng ta sẽ xem nào. Ở đây thì sẽ có mấy con Legendary Karatus Y. Wow, nó khỏe lắm, hình như không khó ăn lắm, rất chia khó ăn đây. Trận này thì ta hoàn toàn đánh được này, và mình sẽ đổi con này sang con siêu âm thanh tầm khoảng là 13.000 máu, nhưng mà con này sẽ được cộng thêm máu ở trong cái phần này. Chỉ cần luyện tập lên sang là có thể có đủ sức là có thể đánh được ở trong cái môi trường hệ ice, hệ băng giá này. Sốc đam. Ok, Terra thì phải có chiến binh này, tấn công, chiến binh bắn băng. 12.000 chết luôn, ngon. Cấp 16 hơi yếu, ánh sáng thì bóng tối. Cái con Hải Long Vương có chiêu bóng tối không? Có chiêu lá nhưng mà không biết là có ăn nổi không. Ăn thì ăn được nhưng mà cần phải 2 phát thì mới giết được cái con rồng hóa trang này. 10.000 này, nó khoảng là 8.700 máu ra. Lửa ở mày thế, lửa bằng với chiêu lửa của mình, giống hệt chiêu lửa của mình nên là không gây đam. Còn cuối cùng là con giật set và bóng tối à, không có băng mình không sợ lắm. Ok, chiêu nào mạnh nhất đây? 1050 thì hai chiêu này đều như nhau. Snowstorm, đóng băng nó đi. 5.700 thôi, 8.000 kìa. Rồi, chúng ta dùng chiêu rồi, ok, thế này dùng cái con này đi để cứu thật, thật nhanh nào. Dear Thunder, hủy diệt nó. Dear Thunder, một phát này. Andres, ok, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.